mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Thân chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin đề nghị với các bạn là chúng ta sẽ đào sâu hơn về những khiếm khuyết thường gặp của các lãnh đạo công ty. Khi tôi nói về các lãnh đạo công ty, nó không có nhắm riêng vào những lãnh đạo công ty Việt Nam, mà đôi khi khắp thế giới chúng ta đều gặp những cái trường hợp này. Tôi xin đọc cái chương này của cuốn sách Một đời quản trị. Nếu mà phải liệt kê những khiếm khuyết thì kể không hết đâu. Thật ra những thiếu sót của lãnh đạo bắt nguồn từ những khuyết điểm kinh điển do cá tính riêng biệt. Nhưng nói sao cho hết bản chất của con người, khi chúng ta gặp đủ loại người ở mọi vị trí cao thấp. Tất nhiên không phải lãnh đạo nào cũng có những thiếu sót sau đây, nhưng chúng ta có thể tóm lược những tình huống thường gặp. Thứ nhất, lãnh đạo không thực sự vì quyền lợi của công ty mà chỉ hành động để giữ quyền hoặc vị trí của mình. Những người này phần lớn là thiếu tự tin. Họ đã chầy vi sứt vầy để giành được vị trí này, nên họ bảo vệ triệt để vị trí. Đôi khi họ còn mua cái vị trí này với giá rất đắt, cho nên là họ không thể nào mà họ không bảo vệ cái vị trí của họ. Họ bỏ rất nhiều thời giờ để o bế cấp trên, cũng như chia rẽ cấp dưới để cái dễ cai trị. Và khi nhận nhân viên mới, ít khi hà nào họ chọn thực người thực có thực tài, mà chỉ thích những nhân viên ngoan ngoãn với khả năng trung bình thôi. Họ luôn luôn than phiền thiếu nhân lực để có cớ đổ thừa nếu chẳng may đội của mình làm việc kém hiệu quả. Họ luôn luôn phát biểu những gì chính sếp của họ muốn nghe, luôn luôn tìm mọi cách để tiến thân, rất ghét ở một vị trí quá lâu vì họ sợ khả năng gặp rủi ro. Và khi đến việc, họ tìm mọi cách để đẩy việc khó cho đơn vị khác. Ngược lại, họ lại vội vàng vơ vét hết tất cả việc nào dễ để lấy điểm với cấp trên. Những người kiểu này rất đông trong công ty, nhưng lại rất khó truy tìm, vì cho dù có truy họ ra, cấp trên của họ thường nương tay đối với những người này. Sau đó là lãnh đạo không tạo ra không khí làm việc tốt. Lãnh đạo kiểu này luôn luôn gây stress cho cộng sự. Đồng đội không lúc nào được vui vẻ. Phong cách của kiểu người này không hẳn là xấu, nhưng có lẽ họ thiếu tâm lý với đồng đội đấy. Trường hợp này thường xảy ra khi lãnh đạo còn non tay, và chính họ cũng thường xuyên bị sếp bên trên gây stress cho họ. Thế rồi có lãnh đạo lại thiếu óc tổ chức. Óc tổ chức là thứ không học được, nhưng lại dễ cải thiện. Nhà lãnh đạo chỉ cần có thêm một trợ lý để quán xuyến và sắp xếp công việc là có thể được. Thế rồi có lãnh đạo thờ ơ với đồng đội. Trường hợp này thì thường xảy ra khi chính người lãnh đạo không ý thức được vai trò lãnh đạo của mình. Họ chọn giữa các việc kỹ thuật phải làm. Họ không chỉ huy mà để đồng đội tự mày mò. Họ ngồi trong văn phòng làm việc, không bao giờ ra khỏi phòng. Khi cộng sự cần đến họ để chọn lựa chiến thuật hay lộ trình thì họ nghe, xong chỉ đánh một câu: Em làm sao cho thuận là được. Không một lời hướng dẫn dặn dò. Những người này nguy hiểm ở chỗ không bao giờ họ che chở cộng sự, và nếu hỏng việc thì họ sẽ để cho cộng sự ôm lỗi. Cách lãnh đạo này có cũng như không, đội của họ chỉ là tính cộng đơn thuần của nhiều cá nhân, chứ không có chút cộng hưởng nào trong sự tương tác. Rồi lại có lãnh đạo nói nhiều nhưng không lắng tai nghe cộng sự. Từ thái độ đó, các lỗi quản trị và quản lý rất dễ bị phạm. Rồi có lãnh đạo lại không biết hoặc không muốn truyền thông. Hậu quả là không có truyền thông trong đội làm việc. Từ đó có rất nhiều hiện tượng có thể xảy ra. Nhân viên không có thông tin đầy đủ thì rất khó lòng làm việc. Hoặc là nhân viên không có liên quan thì có thông tin. Nhân viên liên quan lại không có. Nhân viên không tin tưởng vào lãnh đạo vì nghĩ rằng lãnh đạo giấu nhẹm thông tin. Hoặc là nhân viên có thể nghĩ rằng chính lãnh đạo của mình cũng không nhận được thông tin đầy đủ. Từ đó sẽ có giả thiết là lãnh đạo không còn được tín nhiệm. Rồi sẽ những tin đồn sẽ thỏa sức chi phối vì đội, nhóm không còn nguồn tin chính thức nữa. Rồi trong những cái công việc có tính rủi ro cao, nhân viên của những người lãnh đạo này rất khó, rất dễ bỡ ngỡ và vất váp. Thế rồi có lãnh đạo không truyền bá kinh nghiệm chuyên môn cho đồng đội. Từ đó nhóm bắt đầu đặt nghi vấn về khả năng chuyên môn của chính lãnh đạo. Thế rồi lại có lãnh đạo lại mê tín dị đoan, giống như nhân vật Tào Tháo trong truyện Tam Quốc. Lãnh đạo làm gì cũng thắp hương khấn vái, có khi còn đi xem tử vi hay thầy ngoại cảm trước khi quyết định điều gì. Kiểu lãnh đạo này rất phổ biến ở các nước châu Á và châu Phi. Thế rồi lại có lãnh đạo
rất thích họp hành. Đây là một bệnh chứ không phải là một khuyết điểm. Người lãnh đạo thích họp hành có rất nhiều lý do. Có người thì rất thích tổ chức các buổi họp hàng tuần, cho rằng mình làm đầy đủ bổn phận lãnh đạo khi chủ trì một đàn con ngoan, ngồi chung phòng họp để bàn luận và trao đổi. Tuy nhiên, ít khi nội dung của buổi họp được chuẩn bị nghiêm túc, nên dần dần các buổi họp trở nên loãng, lại kéo dài lê thê, nên các thành viên chóng chán ngán, số người có mặt rất thất thường. Ai tham gia thì lúc ra lúc vào phòng họp, chỉ nghe nửa tai và chăm chú đọc tin nhắn trên smartphone. Đôi khi lãnh đạo không tự tin, nên muốn nghe cộng sự bàn về các hồ sơ phải giải quyết. Đây là mục đích chính đáng, nhưng có lẽ không cần một buổi họp khoáng đại gồm tới 20 lãnh đạo của các cấp để đạt được mục tiêu, và chỉ cần một cuộc họp nhỏ giữa những người có trách nhiệm liên quan. Rồi, lãnh đạo không có thì giờ hoặc lười đọc, nghiên cứu hồ sơ, trường hợp này rất phổ biến. Buổi họp cho lãnh đạo là một cơ hội để cộng sự trình bày về hồ sơ, và từ đó chính lãnh đạo mới hiểu được nội dung của các vấn đề. Không thể nào trách lãnh đạo khi họ bận việc quá buộc phải làm việc theo cách này. Tuy nhiên, về lâu về dài, các cộng sự sẽ biết khuyết điểm này và sẽ hành xử theo ý riêng, bóp méo nội dung để phù hợp với ý của họ. Thiết tưởng đến lúc đó mà lãnh đạo vẫn tiếp tục bất lực thì công ty sẽ phải kết luận là lãnh đạo không có đủ khả năng. Rồi, bệnh họp hành nó giống như một con virus vậy đó, lây bệnh rất nhanh. Khi lãnh đạo cấp cao mà thích họp hành thì lãnh đạo cấp thấp cũng lại theo phong cách họp hành thường xuyên hơn. Thế là doanh nghiệp luôn luôn thiếu phòng họp. Trong những lãnh đạo còn lại thì còn lãnh đạo lẫn lộn nghề nghiệp với tính nhân ái. Lãnh đạo loại này thường là một người rất là tốt bụng, thương nhân viên và không bao giờ muốn phạt ai hay sa thải ai. Phải nhìn nhận rằng nhân ái là một đức tính tuyệt vời nếu xét về đạo làm người. Tuy nhiên, doanh nghiệp không phải là viện từ thiện hay công ty bảo hiểm. Doanh nghiệp vẫn phải quyết định thay đổi và luân chuyển nhân viên. Đừng vì nhân ái mà triệt để tránh thải nhân viên không đủ năng lực. Đây là một việc bắt buộc trong bối cảnh cạnh tranh giáo diết. Ngoài ra, các lãnh đạo cần hiểu rằng khi giải ngũ nhân viên, chính là mình giúp cho họ tiến và nắm những cơ hội mới. Rồi lại có lãnh đạo ủy quyền quá rộng, hoặc ngược lại lại không ủy quyền. Ủy quyền là một trong những vấn đề khó hành xử nhất trong cái nền việc quản trị. Thời nay, đời sống kinh tế bắt buộc doanh nghiệp nào cũng phải có sẵn một hệ thống ủy quyền, vì lãnh đạo vắng mặt rất thường xuyên. Lãnh đạo thiếu tính khoan hồng. Người lãnh đạo khó tính, không vị tha, sẽ khó lòng chấp nhận, khó lòng gặp nhân viên trung tín, vì ai cũng sợ làm việc với lãnh đạo như thế. Nhưng nếu người lãnh đạo này cũng nghiêm khắc với chính bản thân thì có thể được xem là một tiềm năng tốt. Rồi có lãnh đạo lại quá độc tài. Những người này chỉ ít khi nghe ai và thường đơn thân độc mã lựa chọn chiến lược cũng như lộ trình. Thái độ này dễ thất bại lắm, vì lãnh đạo không sử dụng hết tài năng của đồng đội. Đồng đội sẽ mất đi truyền thống làm việc nhóm nếu có, và trong những buổi họp không ai sẽ phát biểu, mặc lãnh đạo độc tài phán quyết. Rồi lại có lãnh đạo hời hợt nữa. Người lãnh đạo này không đọc kỹ hồ sơ, không làm việc cặn kẽ, không lý luận mọi chiều, không lắng tai nghe, cũng như không kiểm tra dữ liệu trước khi ra quyết định. Người hời hợt không bao giờ tồn tại lâu dài trong tổ chức, vì thái độ hời hợt rất khó giấu. Rồi có lãnh đạo lại không che chở cộng sự khi đội gặp khó khăn, và ngược lại ăn hết lộc khi có thưởng. Trường hợp này khá phổ biến đấy. Rồi lại có lãnh đạo quá thân mật với mọi người. Thân mật thì tốt đấy, nhưng quá thân mật có thể đưa tới những tình huống rất khó xử, nhất là khi có những vấn đề cần sự xử lý phân minh, khách quan. Quan trọng nhất là không lẫn lộn công việc với quan hệ cá nhân. Rồi lãnh đạo không định nghĩa rõ và chia sẻ mục tiêu. Cái này thì nó sẽ tạo nên một đội làm việc rất là lăng xăng vô hướng. Rồi lại có lãnh đạo coi thường động lực của đồng đội. Những lãnh đạo kiểu này là còn quá non, vì động lực của nhân viên là trọng tâm của việc quản trị. Nếu coi thường hoặc không đếm xỉa gì đến động lực của đội mình, thì sẽ có người nói thả đi làm công chức cho xong. Rồi lãnh đạo thường phạt không phân minh. Tội này riêng tôi xem là nhỏ, vì tôi nghĩ khó ai làm việc gì mà không có một chút bất công. Và chăng cho dù có công bằng thực sự thì nhân viên vẫn có thể chủ quan nghĩ rằng lãnh đạo vẫn bất công với mình. Thành thử cái việc này là một việc rất khó làm, và nó cũng rất dễ, bởi vì lúc nào mình cũng đằng nào mình cũng bất công. Rồi có những lãnh đạo là vua phân tích nhưng lại không hành động. Những ông này đôi khi là công chức cũ lạc loài trong thế giới của kinh tế tư nhân. Họ sẽ không ở lâu được trong tổ chức đâu, vì chỉ sau một vài năm làm việc thì thường đội của họ sẽ không đạt được mục tiêu. Rồi
Lãnh đạo có phong cách và tư duy tạm bợ. Biết bao nhiêu lần tôi được nghe một số lãnh đạo to nhỏ với cộng sự rằng: thôi em cứ làm như vậy đi, ngày mai mình tính lại. Hoặc là ngày mai tính lại thì sẽ không bao giờ tới. Thậm chí ngay ngày hôm sau lại có chồng chất thêm những thứ tạm bợ khác nữa. Thái độ tạm bợ là bằng chứng hiển nhiên rằng lãnh đạo mang nhiều khuyết điểm nặng lắm. Thế rồi có lãnh đạo lại không liêm chính. Ở đây thiếu liêm chính không chỉ có nghĩa là tham nhũng, mà là cách hành xử của lãnh đạo không tôn trọng văn hóa, không thực sự tuân thủ những quy trình của công ty nói riêng hay an sinh của xã hội nói chung. Lãnh đạo tự do vung tiền khi phải chi tiêu mua vé máy bay hoặc tiệc tùng mời khách là một việc sai. Nhưng không chỉ có thế, liêm chính còn có thêm nghĩa là tôn trọng tập thể. Tôi từng gặp rất nhiều lãnh đạo thấp kém trong tư duy liêm chính. Những người này cho rằng đẩy việc hay đẩy chi phí sang đội bên cạnh là một thái độ khôn khéo hay ít nhất là láo cá. Kiểu lý luận này hoàn toàn vô trách nhiệm. Ném rác sang sân bên cạnh để hàng xóm dọn là quên rằng tập thể đã mất đi một cơ hội để tiến bộ, để bảo vệ vệ sinh công cộng. Đó là chưa nói tới những khía cạnh thiếu văn hóa tử tế cộng đồng. Rồi có lãnh đạo không làm gương, đôi khi còn đi ngược với những giá trị mình tôn vinh. Đây là trường hợp người lãnh đạo ích kỷ, cộng sự sẽ không có tâm phục và hiệu quả làm việc sẽ suy giảm. Rồi lại có lãnh đạo huy động nhân viên làm những việc thừa hoặc không có công dụng cao. Đây là một điểm vô cùng quan trọng mà các nhà lãnh đạo phải chú ý. Nhân viên bị huy động làm những việc thừa sẽ có nhiều ý nghĩ tiêu cực về lãnh đạo. Thứ nhất, không biết lãnh đạo có ý thức rằng việc đó có vô ích không. Thứ hai, ông ấy biết là vô ích tại sao lại bắt mình thực hiện nhỉ? Ông ấy coi thường nhân viên chăng? Ông ấy tiêu chi phí thì giờ của công ty trong những công tác vô bổ à? Ông ấy tự cao tự đại, tự cho mình quyền ra quyết định phi lý à? Bao nhiêu những câu hỏi mà nó làm cho người lãnh đạo có thể mất uy tín. Đấy, thưa các bạn, tương đấy thứ. Nhưng mà tôi biết là nội dung của cái chương này của tôi thế nào cũng làm cho một số độc giả là lãnh đạo chú ý và suy nghĩ. Tôi biết nghề lãnh đạo khó làm sao, nhưng phần thưởng của lãnh đạo to hơn lương bổng rất nhiều. Không có gì thú vị hơn sự trải nghiệm được dẫn dắt một đội, một khối, một doanh nghiệp, một toàn đàn đi đến đích niềm hạnh phúc tập thể trong trật tự của một cuộc quản trị mang tính văn hóa cao. Khi công ty của bạn đã lên hàng đầu thế giới, khi chính cá nhân của bạn và đội ngũ của bạn được các đồng nghiệp quốc tế long trọng nhìn nhận rằng đã đóng góp cho sự tiến bộ của thế giới, thì thực sự không có gì hạnh phúc hơn. Thưa các bạn, tôi sẽ nói đến đây thôi và xin mời các bạn đọc tiếp ở trong cuốn sách Một đời quản trị. Xin chào tất cả các bạn. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, cái miền không non xa.